Mini Việt Nam xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay Mini Việt Nam phải đưa một cái thông tin khá là buồn tới quý vị. Tuy rằng là cái đường bay quốc tế của chúng ta đã mở, tuy nhiên chỉ mới có một cái chiều đi tới Nhật Bản mà thôi. Còn cái chiều về từ 6 cái nước trong khu vực thì hiện nay vẫn chưa có một chuyến bay nào về Việt Nam. Đây là một trong những cái nội dung mà vừa qua bên Bộ Giao thông Vận tải mới báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, và họ đã đề cập tới những cái vấn đề khó khăn vướng mắc khi mà chúng ta phải mở lại cái đường bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách về Việt Nam. Và phải thông báo một cái tin khá là buồn tới quý vị, đó là chúng ta vẫn chưa thể chở khách nước ngoài vào Việt Nam. Theo Bộ Giao thông Vận tải thì đến thời điểm hiện tại thì Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành được cái hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thu phí với hành khách nhập cảnh. Các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cái đơn vị liên quan như là doanh nghiệp, nhà máy, khách sạn vân vân vẫn chưa có cái quy trình bàn giao và quản lý cũng như là giám sát các đối tượng được nhập cảnh về Việt Nam. Chúng ta vẫn chưa xây dựng được cái tiêu chí đối với đối tượng từ nước thứ ba khi quá cảnh tại 6 địa điểm có chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chở khách vào Việt Nam. Bên Bộ Y tế thì cũng vẫn chưa ban hành được cái hướng dẫn cách ly y tế đối với đối tượng bay chuyến bay thương mại. Và đến nay thì họ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện cái phương án, quy trình xét nghiệm, cách ly y tế đối với các nhóm đối tượng được phép nhập cảnh. Ngoài ra thì các địa phương, trong đó thì có các thành phố lớn như là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì cần công bố rộng rãi các cơ sở lưu trú để mà phục vụ công tác cách ly và tổng năng lực các khu cách ly. Cũng theo Bộ Giao thông Vận tải thì các nhà chức trách hàng không của 4 quốc gia và vùng lãnh thổ là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan yêu cầu Việt Nam phải làm rõ cái quy trình nhập cảnh, cách ly và các yêu cầu y tế bắt buộc nơi lưu trú. Hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Cục Hàng không Việt Nam làm việc với các nhà chức trách hàng không các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên. Cục Hàng không Việt Nam sẽ chỉ đạo các hãng hàng không vận chuyển hành khách quốc tế thường lệ vào Việt Nam bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 năm 2020. Và lúc này thì cái phương án của chúng ta đó là chúng ta đề xuất thành lập một cái tổ điều phối. Cái tổ này nhằm đảm bảo cái quy trình chặt chẽ khi mà mở lại cái đường bay thương mại quốc tế thường lệ an toàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Và Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thành lập một tổ điều phối quản lý và giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam và đưa về khu vực cách ly. Tổ trưởng tổ điều phối Bộ Giao thông Vận tải đề xuất là lãnh đạo Chính phủ giao cho quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, các thành viên bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải và đại diện bộ ngành khác có liên quan, Ủy ban nhân dân các thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Bộ Giao thông cũng đề nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Ban chỉ đạo quốc gia chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương xây dựng cái hướng dẫn giám sát, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nhập cảnh vào Việt Nam trong cái tình hình mới, với việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế giữa Việt Nam và một số đối tác đã được Thủ tướng đồng ý về chủ trương. Bộ Y tế cũng cần khẩn trương xây dựng các phương án tổ chức tiếp nhận và cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại cảng hàng không phù hợp với nhóm đối tượng nhập cảnh. Ban hành cái quy trình tiếp nhận và cách ly, trong đó làm rõ người bàn giao, người nhận bàn giao, đơn vị quản lý, cơ chế thông tin phối hợp, các đối tượng hành khách tại cảng hàng không vân vân. Ủy ban nhân dân thành phố, các sở y tế, trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh thành phố kiểm tra khu vực cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi y tế các cái trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam tại các địa phương khi mở lại đường bay quốc tế thương mại. Phía Bộ Ngoại giao có trách nhiệm giao đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài thông tin các điều kiện bắt buộc cho hành khách khi nhập cảnh về Việt Nam. Bộ Công an chỉ đạo công an xuất nhập cảnh phối hợp chặt chẽ với trung tâm kiểm soát dịch bệnh các tỉnh thành phố tại các cảng hàng không để quản lý tốt người nhập cảnh. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn các địa phương và cơ quan liên quan về việc thu phí tổ chức cách ly đối với người nhập cảnh, thống nhất giá xét nghiệm PCR. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chỉ đạo Bộ Quốc phòng tăng cường năng lực các cơ sở cách ly để tiếp nhận người Việt Nam nhập cảnh, xây dựng phương án, cơ chế phối hợp,
tiếp nhận và đưa người nhập cảnh mang quốc tịch Việt Nam từ sân bay tới các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý. Thu phí tổ chức cách ly đối với người nhập cảnh vào Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ cùng với các địa phương lân cận cần công bố công khai các cái cơ sở cách ly dùng để cách ly có thu phí, trong đó phải nêu rõ cái đơn giá, tổng số phòng, chi phí và cung cấp cho Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải và các hãng hàng không để thông báo tới khách hàng, cơ quan kiểm dịch y tế quốc tế, v.v. Như vậy thì theo dự kiến thì ngày 15 tháng 9 thì chúng ta đã mở lại cái đường bay quốc tế như thường lệ từ Việt Nam đi Quảng Châu, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và từ ngày 22 tháng 9 thì chúng ta sẽ mở lại cái đường bay từ Việt Nam qua Campuchia và Lào. Trừ còn lại từ 6 quốc gia khu vực nói trên về Việt Nam thì vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của chính phủ và cái phương án phòng chống dịch của chúng ta phải cụ thể và rõ ràng hơn nữa. Thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ sớm mở lại cái đường bay quốc tế để giúp cho các cái công dân của chúng ta đang mắc kẹt ở nước ngoài có thể mau chóng về nước, cũng như là giúp cho các cái chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, các doanh nhân có thể vào Việt Nam làm ăn kinh tế để giúp cho cái nền kinh tế của Việt Nam của chúng ta ngày một đi lên. Thì đến đây Mini Việt Nam xin tạm dừng clip tại đây. Xin chào và hẹn lại quý vị trong clip tiếp theo.